giản dị đi shopping bằng phương tiện công cộng, Hương Giang được người hâm mộ quốc tế săn đón sau đăng quang. Tối ngày 9 tháng 3, Hương Giang đã mang về chiến thắng vẻ vang cho cộng đồng LGBT nói chung và khán giả Việt Nam nói riêng khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Sau khi đoạt vương miện, giọng ca Vì yêu mà cưới chưa lập tức trở về nước, thay vào đó, cô tiếp tục ở lại Thái Lan để tham gia các hoạt động với cương vị mới. Và đêm qua, ngày 11 tháng 3, Hương Giang đã tranh thủ khoảng thời gian rảnh đến một trung tâm thương mại ở Pattaya để mua sắm, ăn uống. Điều đặc biệt là dù vừa đăng quang Hoa hậu, nhưng Hương Giang lại gây chú ý khi giản dị chọn di chuyển bằng sông Theo, phương tiện công cộng cho người dân và khách du lịch ở Pattaya. Ngoài ra, ngay khi xuất hiện, Hương Giang đã lập tức thu hút đông đảo ánh nhìn từ những người xung quanh trong khu trung tâm thương mại. Đáng chú ý, rất nhiều du khách quốc tế cùng người hâm mộ Thái Lan đã nhận ra Hương Giang và tiến tới xin chụp ảnh. Trước tình cảm của mọi người, tân hoa hậu nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khi nhiệt tình giao lưu đầy thân thiện. Được biết, Hương Giang sẽ tới Bangkok vào ngày 12 tháng 3 để chính thức tham gia các hoạt động trên cương vị tân hoa hậu chuyển giới quốc tế. Hương Giang giản dị di chuyển bằng xe công cộng của người dân và khách du lịch tại Pattaya. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô trước khi bước vào lịch trình bận rộn sắp tới. Hương Giang được rất nhiều người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh. Người đẹp không giấu nổi sự ngạc nhiên và hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ quốc tế. Hương Giang sẽ ở lại Thái Lan từ 1 đến 2 tuần để tham gia các hoạt động trên cương vị mới. Hương Giang ghi điểm bởi sự thân thiện và gần gũi. Từ hôm nay hãy gọi Hương Giang là Hoa hậu. Hành trình đến với ngôi Hoa hậu chuyển giới 2018 của Hương Giang Idol. Ngày 24 tháng 2, Hương Giang chính thức sang Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trong sự cổ vũ của người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp. Vừa đến nơi, cô đã cho thấy sự hòa đồng của mình khi kết thân rất nhanh với các thí sinh khác. Ngay sau đó, Hương Giang đã cho thấy sự thông minh trong phần thi phỏng vấn với câu hỏi "Bạn đến với Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 vì sao?" Hương Giang đã trả lời: "Lý do nằm trong câu chuyện của tôi, bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng và đó là lý do không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và là một người tốt." Trong các hoạt động của Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang luôn hòa nhập và cho thấy sự nhiệt huyết của mình. Cô cũng thể hiện thần thái của một đại diện nhan sắc trong suốt quá trình thi. Điều này được đánh giá rất cao ở mỗi thí sinh trong tất cả các cuộc thi nhan sắc. Trong phần thi trang phục truyền thống, Hương Giang đã diện bộ trang phục nặng 55kg, nở trên môi nụ cười thật tươi và hô vang hai tiếng Việt Nam. Trong khi những thí sinh khác lựa chọn phần thi tài năng là Hóa Thang Thành, Ra Queen với những màn hát nhép, thì người đẹp sinh năm 1990 lại chọn trình diễn hát live có vũ đạo. Sự tự tin và đặc biệt khiến cho nữ ca sĩ nhận về giải phụ đầu tiên giải tài năng. Hương Giang chia sẻ cô không dám ăn uống thoải mái và chỉ uống nước cầm hơi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thân hình cho những phần thi tiếp theo. Trong phần thi đồ tắm, người đẹp một lần nữa thể hiện sự nổi bật của mình với hình thể vô cùng hoàn hảo. Càng ngày, công chúng càng nhận thấy tố chất và những cố gắng của Hương Giang dần được bộc lộ trong cuộc thi. Ngoài giải phụ tài năng, Hương Giang còn đoạt giải video giới thiệu được yêu thích nhất. Những cố gắng đó hoàn toàn không vô nghĩa khi cô chính thức được gọi tên cho ngôi vị Hoa hậu. Hương Giang chia sẻ đầu tiên của Hương Giang là quá tuyệt vời, không tin vào chiến thắng của mình. Đó là thành quả của không chỉ Giang mà cả ekip, những con người yêu mến Giang, bên cạnh đó đặc biệt là tất cả khán giả khắp nơi đã luôn ủng hộ cho Giang. Chắc chắn Giang sẽ có những hoạt động ý nghĩa nhất cho mọi người, cho cộng đồng để đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho Giang. Quý cô bị nói thiếu giáo dục vì yêu cầu chồng đến ở rể. Yêu cầu chồng đến ở rể và chỉ chăm sóc cho bố mẹ vợ, cô sinh viên năm thứ hai bị nhiều người chỉ trích là thiếu giáo dục. Trong phần vượt qua thử thách gặp gỡ ba quý bà có khả năng là mẹ chồng tương lai, Thiên Kỳ đã bị khán giả chỉ trích nặng nề. Sau khi gặp mặt ba quý bà do chương trình đưa ra, Thiên Kỳ đã có những nhận xét rất thẳng thắn và quyết liệt. Thiên Kỳ cho biết quý bà khiến Thiên Kỳ không ấn tượng là quý bà thứ ba, bà chính.
Thiên Kỳ cho rằng từ ánh mắt cho đến cặp chân mày và tổng thể khuôn mặt của người đàn bà này đều cho thấy đây là một người khó tính, cứng nhắc và không dễ dàng với con dâu. Vì vậy, theo Thiên Kỳ, người phụ nữ này không thích hợp làm mẹ chồng của cô. Để vượt qua thử thách của chương trình, Thiên Kỳ đã đến trước mặt bà chính và nói nếu con làm dâu cô có chấp nhận một người suốt ngày dành thời gian cho công việc và đưa con trai cô về ở rể để chăm sóc cho ba mẹ con hay không? Đề nghị của Thiên Kỳ bị mẹ chồng tương lai từ chối, bà chính cho biết bà chỉ có một người con trai duy nhất, khi con trai bà lấy vợ, con dâu phải sống chung với bà. Không đồng tình với mẹ chồng tương lai, Thiên Kỳ cho rằng bố mẹ cô cũng chỉ có một mình cô và bố mẹ cô cần người chăm sóc. Nếu bà chính không đồng ý, Thiên Kỳ muốn con trai bà chính phải lựa chọn. Nếu anh ấy yêu thương anh ấy phải đi theo con làm vợ anh ấy chứ không phải làm vợ cô. Trước sự kiên quyết của con dâu tương lai, bà chính đã đề nghị Quang Hùng, con trai ruột của mình ra sân khấu. Quang Hùng đã rất khéo léo nói lời xoa dịu mẹ và vợ. Sau đó, trước sự gay gắt của hai người phụ nữ, Quang Hùng đề nghị mua một căn nhà lớn và mời bố mẹ hai bên về sống chung. Theo Quang Hùng, đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Bà chính cũng đồng ý với đề nghị của Quang Hùng, tuy nhiên Thiên Kỳ nhất định không chấp nhận, cô muốn hai vợ chồng chỉ sống với bố mẹ cô và chăm sóc cho một mình bố mẹ cô. Cô yêu cầu Quang Hùng phải lựa chọn một trong hai người phụ nữ là cô và bà chính chứ không thể chọn cả hai người. Cách ứng xử của Thiên Kỳ khiến giám khảo Tú Trung phải lên tiếng nhắc nhở, nam giám khảo khẳng định nếu theo nghiệp diễn viên Thiên Kỳ sẽ thành công và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ là người con gái được mọi người yêu thương. Giám khảo Tu Trung còn cho rằng, cách giải quyết của Thiên Kỳ sẽ khiến nhiều người nhận định cô là người thiếu giáo dục. Bé Xuân Mai có đáng bị chỉ trích ngoại hình khi tham gia đóng phim? Trở lại hoạt động nghệ thuật, giới gia diễn trong Kali, Mùa Hoa Vàng, giọng ca Con Còn Bé Bé nhận nhiều chỉ trích về ngoại hình sau khi sinh con. Từ sau lần trải lòng về cuộc sống sau khi sinh con ở Mỹ năm 2016, mới đây, Xuân Mai có dịp tái ngộ khán giả khi xuất hiện với vai trò diễn viên trong phim Kali Mùa Hoa Vàng của đạo diễn Nguyễn Xuân Phước. Lần đầu chạm ngõ màn ảnh, giọng ca nhí một thời, hóa thân vào vai cô em xấu tính, trong gia đình có ba người con. Nếu như anh cả dông hai, Lương Thế Thành thủ vai, coi trọng giá trị truyền thống, thì Xuân Mai có lối sống mới kiểu Mỹ. Đảm nhận vai diễn khó, với nhiều nét tính cách phức tạp, như ích kỷ, mê cờ bạc, Xuân Mai gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, mặc dù chưa qua trường lớp. Đạo diễn Nguyễn Xuân Phước cho biết, với tinh thần ham học hỏi, tính trách nhiệm cao trong công việc, Xuân Mai đã hoàn thành tốt vai diễn lần này. Xuân Mai nghiên cứu rất kỹ và nhập vai hoàn hảo. Đến mức tôi và mẹ của bé, khi xem lại các phân đoạn trong phim, đều phải thốt lên rằng, sao nó diễn giỏi quá vậy? Thậm chí, hai bác cháu còn nói đùa rằng, xong phim, thế nào khán giả cũng sẽ ghét Xuân Mai bởi vẻ xấu tính mà cô bé mang đến, Nguyễn Xuân Phước chia sẻ. Tuy nhiên, thay vì được khen ngợi về diễn xuất, Xuân Mai phải nhận chỉ trích về ngoại hình trong bộ phim mới. Không thể phủ nhận rằng, so với thời con còn bé bé, Xuân Mai có nhiều thay đổi, đặc biệt là khoảng thời gian sau sinh con. Nhưng liệu những chỉ trích từ phía người hâm mộ có đáng với một cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật? Đạo diễn Nguyễn Xuân Phước cho biết, để có thể hoàn thành vai diễn, Xuân Mai đã mất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, với mong muốn truyền tải tính cách nhân vật. Hai lần trở lại với nghệ thuật là khoảng thời gian Xuân Mai chịu nhiều chỉ trích nặng nề. Dường như cái bóng của Xuân Mai ở Con Còn Bé Bé quá lớn. Nên khi nhìn vào cô ở hiện tại, người hâm mộ lập tức mang so sánh và dĩ nhiên thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Cần phải hiểu rằng nghệ sĩ nào cũng sẽ có một thời nhất định, thậm chí Xuân Mai phải rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống ngay lúc đỉnh cao sự nghiệp thì việc tìm lại thời gian son như trước không phải là chuyện đơn giản. Còn nhớ khi Xuân Mai trở lại với Nỗi Nhớ Đóng Băng, khán giả từng chê bai không thương tiếc bởi hình ảnh quá lớn, gương mặt dừ và giọng hát khác với Xuân Mai họ từng biết. Đâu ai biết rằng nếu khán giả thất vọng một thì Xuân Mai sẽ thất vọng 10. Vì sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, giọng ca Con Còn Bé Bé cũng trở lại với ca hát và sự quay lưng của khán giả, phải chăng đã đặt dấu chấm cuối cùng cho sự nghiệp ca hát của một tài năng trẻ. Lần đầu lấn sân sang phim ảnh, tưởng rằng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc dù chưa qua trường lớp,
của Xuân Mai sẽ được khen ngợi, nhưng một lần nữa, người hâm mộ lại quay lưng với cô, lần này là vì ngoại hình. Dường như họ quên rằng, Xuân Mai đã là bà mẹ hai con. Sống ở bên Mỹ phải đi làm từ sáng sớm, nên phải ăn nhiều để đảm bảo sức khỏe. Hơn nữa sinh hoạt văn nghệ bên Mỹ cũng không nhiều và sôi nổi như ở Việt Nam. Nên nghệ sĩ phải làm nhiều việc lắm. Xuân Mai đã là mẹ hai con rồi, thì làm sao giữ được dốc dáng như thời con gái, đạo diễn Nguyễn Xuân Phước bảo vệ. Còn nhớ năm 2009, Xuân Mai bất ngờ trở về Việt Nam. Con còn bé bé ngày nào, giờ đã thay đổi rất nhiều trên gương mặt, dốc dáng, cả giọng hát. Rất nhiều khán giả không chấp nhận sự thật này, họ gọi cô là Xuân Mai giả. Trên báo chí, nữ ca sĩ cho hay, điều này làm cô tổn thương và không thường trở về nước.